Thông báo của đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYNTV 57.3 về chương trình tranh luận giữa hai liên danh tranh cử vào Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, nhiệm kỳ 2014-2016. Kính thưa quý vị khán thính giả và đồng hương, Ủy ban vận động và tổ chức bầu cử cộng đồng đã công bố và niêm yết danh sách hai liên danh ra tranh cử vào Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, nhiệm kỳ 2014-2016. Liên danh đoàn kết do Đông Y sĩ Cảnh Thiên Đào Văn Thảo làm thủ ủy. Liên danh hợp nhất, thủ ủy là luật sư Phan Cường Sandin. Để cuộc bầu cử thêm sôi động trong cộng đồng, đồng thời giúp đồng hương có thêm nhiều thông tin để cân nhắc chọn lựa liên danh nào xứng vào Hội đồng đại diện cộng đồng, đài BYNTV sẽ tổ chức một buổi tranh luận giữa hai liên danh, tạo cơ hội cho hai liên danh vận động và thể hiện những ưu điểm nổi bật trước các cử tri trong cộng đồng. Đồng hương đến tham dự có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho mỗi liên danh. Chương trình được tổ chức và thực hiện một cách chuyên nghiệp, công bằng, sôi nổi do xứ ngôn viên Hưng Yên điều hợp. Buổi tranh luận sẽ được tổ chức vào lúc đúng 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 2013 tại Houston by Night trên đường Willcrest. Đài BYNTV 57.3 kính mời toàn thể quý vị khán thính giả đến tham dự buổi tranh luận này, không những cổ vũ cho sự kiện bầu cử cộng đồng mà có thêm thông tin chính xác từ hai liên danh để quý vị chọn lựa liên danh nào vào Hội đồng đại diện cộng đồng 2014-2016. Quý vị nếu có những câu hỏi, chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian để hai liên danh trực tiếp trả lời. Mọi chi tiết xin liên lạc về đài 713-429-4046, 713-429-4046.